Nam. Và hôm nay mình sẽ nói về cái cảm biến này, cảm biến gắn trên cái xi lanh, làm sao để nó xi lanh thì cấu tạo sao thì nó mới gắn được loại này ha. Nếu mà là đố anh em loại này thì trên cái xi lanh sẽ có những cái rặn này ha, rặn như vậy để nó cho cái này nó luồn vào trong. Cái là điểm thứ hai, không phải cái xi lanh nào cũng gắn được con này. Xi lanh mà gắn được thì gắn được những cái con sensor này là xi lanh sẽ có những cục 500 bên trong đây. 500 sẽ bố trí ngay cái đầu phía trên này ha. Lúc anh em có nghĩa là lúc anh em nằm ở hành trình đây, hết hành trình thì nó nằm đây. Khi anh em đẩy đi về vị trí cuối thì sẽ nằm đây. Nha, thì nó nằm, nó sẽ bố trí ngay chỗ gần cái miếng phốt ngay đây. Ha. Thì đây là cái cảm biến. Cảm biến xi lanh. Cảm biến xi lanh thì cảm biến nó sẽ có hai loại, loại 2 dây và loại 3 dây. Thì hiện tại cái mình cầm trên tay đây là loại 3 dây hết. Ha, 3 dây. Cái này của Festo và cũng đây của Festo luôn. Và hai cái này khác nhau chỗ nào? Anh em nhìn đầu tiên nhìn kích thước này. Cái con màu đen này nhỏ hơn này. Nha, cái con màu đen chữ trắng nhỏ hơn, con màu đen chữ xanh là cảm thấy nó bự hơn đúng không? Thì nếu mà anh em chọn cái con này thì anh em có thể thao tác lắp đặt rất là dễ dàng, thả vào là ok nhá. Thả vào là ok. Nhưng mà khi anh em chọn cái con lớn hơn, anh em bỏ ở trên không xuống được nhá. Không xuống được. Thì anh em chỉ có cách là luồn nó xuống thôi. Luồn nó xuống. Đó. Nha, ưu điểm của con này là nó không bao giờ rớt nha. Đó, xong rớt được. Nó chui trong rặn này thì chui trong rặn này là không bao giờ tụt ra. Nhưng mà cái nhược điểm á, nếu mà anh em mà có hai cái đầu á, có hai cái đầu á, bịt hai cái đầu rồi thì phải tháo hai cái đầu ra mới lôi ra được. Còn cái em này, cái em này là nhược điểm á là dễ bị tuột, nhưng mà bù lại là sao, dễ lắp, rất là dễ lắp, bỏ lắp kiểu nào hết lấy là cũng dễ nữa ha. Thì bây giờ là cái là này mình nói tại sao rồi, có 500 ngay cái tiết đầu này, ngay đầu đây ha, gần cái phố đó. Rồi bây giờ sẽ gắn sao. Cái con này thì gắn bình thường rồi. Để cái này, cái loại này là sẵn dành cái tua vít dẹp này. Còn cái loại này, có một cái loại nó sẽ dành có cái một cái lục giác bé tí này, nó sẽ đi kèm theo sản phẩm ha. Bé tí vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ luôn con này vô. Mình làm giới hạn dưới nha. Thế con này làm sao được, bỏ vô đây. Đó, lại đây. Thì bây giờ chia sẻ một cách để mình chọn cho đúng. Bây giờ là anh em sẽ đẩy hết. Đẩy nó về, đẩy cái xi lanh về hết đi. Sau đó mình sẽ bỏ con này vào. Bỏ điện lên nha. Rồi, bỏ con vào. Rồi. Mình tiến hành đánh dấu. Tiến hành mình đánh dấu, ví dụ đây, vị trí đây. Nó sáng nha, mình đánh dấu đây. Đánh một cái dấu này. Ok, bây giờ mình di chuyển. Di chuyển này, để cái nào tắt. Rồi mình di chuyển ngược lại. Nó sáng đây, mình sẽ đánh dấu đây. Thì anh em sẽ lấy cho nằm ở cái dù khoảng giữa đó, khoảng giữa của hai thằng là ok. Kiểu nào nó cũng bắt được hết nhá. Đó là cái kinh nghiệm xịt lại. Cái này dùng cái tiệt xịt đúng lại. Nhược điểm là dễ tụt nhá, lắp dễ tụt cái con kia. Mà ưu điểm là dễ lắp. Rồi. Đối với con này mình sẽ làm tương tự hành trình trên, kéo nó hết. Đó, khi nó đẩy lên trên. Đấy. Thì con luồn vào trong đây thôi. Đó, trong vặt này. Và nới ra chút, dùng cái lục giác nới ra chút. Không khó vô thì phải dễ đâu. Không khó tuột. Quay ngược lại. Không lắp xuôi, lắp ngược lại. Nha, đây, không làm tương tự. Không làm tương tự mình sẽ đánh dấu. Đây. Đây là chỉ sáng này, đây, ngay đây. Nha, đó, rồi bây giờ mình di chuyển. Rồi tắt rồi, bây giờ mình di chuyển lên chút cho nó sáng lại. Đó, ok, đây. Đây mình tiến hành cho nằm giữa đi, còn giữa. Ở đây, ok. Không làm lúc bây giờ nó bắt đầu nó đẩy hết cái hành trình nó là ok. Xích lại. Và nhớ là lưu ý nha, cái con này mà khi anh em có cái loại mà bịt hai đầu này, phải tháo ra nha. Có cách nào mà lấy được đâu. Đó, đây, bây giờ đó, hoạt động sao ở đây. Đó, cái hành dưới. Khi nó hút về, thì nó đẩy về hết. Đẩy ra. Đó. Cái là để căn cứ ta lập trình này, ta biết là cái bên cái xi lanh đã đẩy, đã tác động rồi, đã đẩy rồi. Bây giờ nó thuộc về, nó sẽ báo tao làm việc xong rồi. Hay là tao làm việc, tao tới vị trí rồi, tao làm việc nè. Ok, tới rồi. Là cái lúc thuộc về nó nói là tao làm việc xong rồi.
đó là sao ta dùng hai con này để bảo cái giới hạn của nó ha, giới hạn làm việc và bảo cái trạng thái làm việc của nó. Đó. Ok, cảm ơn em đã theo dõi nha. Và cái nói cái con này là con hai con này là con em BNB hết nha, BNB hết, nhưng mà con đặc biệt cái con này này, hai con like vừa NBN vừa BNB. Ok, xin chào, nếu có hay thì đăng ký và like share nhé anh em. Bye. I'm gonna see you.